Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Hà My Nguyễn Vlog TV. Hôm nay em sẽ gửi đến cả nhà một chiếc video rất là dễ thương và xinh xắn. Nhưng mà trước tiên thì cả nhà hãy ngắm nhìn em thử là coi hôm nay em trông rất là lạ đúng không cả nhà? Trông thật lạ và trông thật xinh. Sở dĩ em diện cái bộ áo dài này cũng là một cái nội dung mà em gửi đến với cả nhà đây. Bộ áo dài tôn vinh cái vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Và đó cũng là một cái trang phục truyền thống luôn cả nhà. Nhưng mà đôi khi với bề bộn của cuộc sống, tất bật công việc, gia đình, con cái, mình đã lãng quên chiếc áo dài này đối với chị em phụ nữ ở tuổi thanh xuân. Bản thân em đã thấy có một cái sự tiếc nuối, đó là cái tiếc nuối về cái tuổi học trò. Tuổi học trò mình được mặc áo dài để đi học. Cái chiếc áo dài của tuổi học trò rất là đẹp và rất là dễ thương, mà vô tình em lại không trân trọng. Những cái ngày mà được mặc áo dài thì lại không mặc, trốn các kiểu, rồi bị giám thị bắt lên phòng giám thị ngồi làm kiểm điểm. Để bây giờ đó là một cái sự tiếc nuối trong em. Thì hôm nay em gửi đến cả nhà chiếc video này, và cũng không có gì là quá muộn ở cái độ tuổi thanh xuân của mình. Mình vẫn còn xuân nha cả nhà, vẫn diện áo dài được nè, vẫn làm duyên làm dáng được nè, rồi sẽ lưu giữ những cái khoảnh khắc của mình, những cái chiếc ảnh cùng với cái bộ áo dài này. Rồi bây giờ thì mời cả nhà cùng với em là xem em chia sẻ những gì đến với cả nhà nha. Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh, tạo trinh nguyên tô thắm dần trường. Và bây giờ ngồi xuống, chỉnh tà áo dài, ôm bó hoa, giơ bàn tay kia mặt ngước nhìn bàn tay, tươi cười, hai ba chụp nè. Đời học sinh với nét đoan trinh, tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dân trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác, hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Tâm hồn không sầu không phiền vì ai, màu mắt thơ ngây tông xóa buồn dài. Lời yêu đương vẫn rót bên tai, nhưng lòng không hề yêu ai. Bên xuân sinh ước hẹn ngày mai. Tay cầm nón lá che nghiêng, mà đôi mắt người thương sẽ nghiêng vành nón lá. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng. Tà áo em bay 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 trên phố dịu dàng. Vừa rồi là em đã chia sẻ đến với cả nhà chiếc video rất là dễ thương và xinh xắn đúng không cả nhà? Một bộ trang phục áo dài trắng cùng với những chiếc ảnh lưu giữ những cái khoảnh khắc rất là dễ thương, trẻ trung và rất là đáng yêu của tuổi học trò. Em đã mượn được những cái hình ảnh đó. Thì bây giờ trong em không còn cái sự tiếc nuối đó nữa, rất là hạnh phúc. Nhân tiện gửi đến cho chị em phụ nữ chúng mình đâu đó bị lãng quên, thì hãy xem và làm giống như em để lưu giữ những cái khoảnh khắc đó. Khi mà mình về già, mình có thể mình xem lại để mình cảm nhận cái hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Đến đây thì em xin tạm dừng cái video. Mà cả nhà ơi, đừng có quên là khi xem video của em thì nhớ đăng ký kênh cho em, nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo, và nhấn like để em có thêm động lực. Và chia sẻ như ra, biết đâu đó cũng còn một vài chị em cũng lãng quên giống như em, thì vô tình
nhắc nhở để chị em cùng lưu giữ những cái khoảnh khắc giống mình. Đến đây em xin tạm dừng video và xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.